này thiện hiện vì mười địa bồ tát chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì năm loại mắt chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì sáu phép thần thông chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện vì mười lực Phật chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng thể nghĩ bàn nên điều như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện. Vì Pháp không quên mất, chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói, chẳng thể nghĩ bàn. Vì tánh luôn luôn xả, chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói, chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nghĩ bàn, nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn vì tất cả pháp môn tam ma địa chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện vì quả dự lưu chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn. Vì quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nghĩ bàn nên điều Như Lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì quả vị độc giác chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng thể nghĩ bàn nên điều như lai nói chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện nếu đại bồ tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa đối với sắc chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn đối với thọ tưởng hành thức chẳng khởi ý tưởng chẳng nghĩ bàn thì đại bồ tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn